Và tiếp theo chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc tại sân khấu Quỳnh Thảo. Bây giờ đây Trịnh Kim Liên xin giới thiệu quý vị một đôi nghệ sĩ mà có thể nói là trong những dòng ca rất hay của chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc, Chuông Vàng Giọng Cổ. Và xin bật mí quý vị một người nghệ sĩ vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đó chính là đôi nghệ sĩ em ruột của anh Quỳnh Thảo, nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong và nghệ sĩ ưu tú Diễm Thanh. Một chiếc bóng tay thật tình yêu cả nhà ơi. Em la quá chừng luôn á. Cảm ơn quý vị. Dạ, Diễm Thanh cùng anh Quỳnh Tấn Phong xin trân trọng kính chào tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Và xin và để liên tục chương trình thì chắc có lẽ là anh Quỳnh Tấn Phong cùng với Diễm Thanh gửi đến cho toàn thể tất cả quý cô chú quý anh chị với một bài ca cổ rất là quen thuộc mà cũng rất là dễ thương. Bài ca cổ được mang tên Lý Chim Quyền. Dạ, xin quý vị cùng người lắng nghe. Chim quyên quầy ăn trái quầy, nhãn lòng này nhãn lòng ơi cô bạn nơi ơi cô bạn. Chim ơi chim xa gần thì chim có nhớ núi non, người gần xa người, người gần xa người ơi đâu có gì buồn hơn ơi đâu có. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cõi người xa người đêm đời ngày mong tụi mình duyên phận lòng đông thương nhau ngần ấy mà không được gần. Bà con cô bác họ đồn năm ba bữa nữa Diễm Thanh đi lấy chồng sống con đơn con chứ hai đứa mình sống cùng ai sang xe hai biểu Diễm Thanh hai biểu thương tôi không chịu nói giờ cái anh Quỳnh Thảo chị Quỳnh Thảo nghe thấy tôi với đứa chồng ơi chúng em thì kẻ làm sao vậy chơi. Thank you.
anh biết thân biết phận anh nghèo. Còn người ta có tiền nên người ta có nở lòng duyên. Lòng riêng đã nặng ưu phiền, sao còn cay đắng làm chi cho kẻ vô quê thêm bận biểu trong. Tài giỏi, hát hay đó quý vị. Xin cho đôi nghệ sĩ một tràng pháo tay thật không nghe các.